Các bạn thân mến thì uh, sau khi các bạn đã làm được tất cả những cái gì mà mình đã gợi ý ra, ví dụ như các bạn hoàn thiện tài khoản này, thì các bạn cũng đã biết được chủ đề kênh của mình là gì rồi, rồi chúng ta cũng đã bắt đầu post những video, post những dòng trạng thái cũng như là live stream, thì tất cả những thứ đó nó sẽ tạo ra cho mình được cái kết quả. Và sau khi đã có kết quả rồi thì chúng ta cần phải đánh giá lại xem uh, chúng ta có cần phải cải tiến thêm cái gì nữa không. Uh, và trước khi vào nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay, thì nếu như bạn xem video này thấy nó hay hữu ích. Hãy cho mình xin một like, hãy chia sẻ video này đến những người mà bạn nghĩ rằng họ cần nó. Ngoài ra cũng đừng quên đăng ký kênh của mình, bởi vì mình sẽ ra rất là nhiều video về mạng xã hội Whistle này. Và phía dưới phần mô tả của video này mình cũng có để cái liên kết để giúp cho các bạn có thể đăng ký một tài khoản mạng xã hội Whistle nếu như mà bạn chưa có tài khoản. Và sau khi đăng ký xong thì hãy nhớ liên lạc với mình qua Zalo để mình có thể hỗ trợ, trợ giúp cho các bạn phát triển nhanh nhất tại đây cũng như kiếm thật nhiều tiền nhé các bạn nhé. Và các bạn rõ ràng thì sau khi chúng ta đã làm một thời gian rồi. Một vài ngày thôi là bắt đầu đã có kết quả rất là tuyệt vời rồi đúng không các bạn Và những cái gì mà mình đã nói cho các bạn từ những video trước đến giờ phút này nó đã ứng nghiệm rồi đấy Các bạn đang xây kênh đi theo một cái hướng rất là tuyệt vời Tuy nhiên chúng ta cần phải đánh giá lại tất cả những cái quá trình mà chúng ta làm Để chúng ta có thể cải tiến làm cho nó tốt hơn à, Và cũng là rút ra những cái bài học để sau này chúng ta xây những cái kênh khác Thì chúng ta đã có những cái kinh nghiệm sẵn có rồi đúng không các bạn Và bây giờ chúng ta cần đánh giá cái gì ạ Đầu tiên là chúng ta cần phải theo dõi những cái kết quả từ những cái video đã post thì rõ ràng trong một số những cái video đã post thì sẽ có những cái video nó lên xu hướng đúng không ạ? Và chúng ta đã biết rằng một ngày hiện nay thì nó chỉ có khoảng 2 cái video lên xu hướng thôi. Và nếu như mỗi ngày bạn có hai video lên xu hướng thì gần như các bạn đã thắng đến 99% rồi đấy các bạn. Đây là cái điều rất quan trọng. Chúng ta sẽ phải xem lại nếu như trong trường hợp mà trong nguyên cái ngày đó mà không có video nào mà được lên xu hướng thì điều đó là chúng ta cần phải suy nghĩ lại xem nội dung của chúng ta đã chọn đã, đã hay chưa đủ hay chưa và nếu nó chưa đạt được như vậy chúng ta sẽ quay lại đi tìm những video tốt hơn hoặc nếu như mà chúng ta là người sản xuất uh, video thì chúng ta là phải xem lại cách của chúng ta được chưa? thì đây đó chính là vấn đề đầu tiên là vấn đề xem lại những video đã post và cái biểu hiện của những cái video lên xu hướng là gì trong khoảng thời gian bạn post từ sau đó nửa tiếng cho đến nửa ngày bắt đầu có vài chục lượt xem hoặc là có một hai lượt xem thì chắc chắn cái video đã lên xu hướng còn những cái video nào không lên xu hướng thì số lượng view cứ lẹt đẹp 1, hai ba bốn năm để chưa đó là cái cái cách để chúng ta biết thế còn về cái trạng thái này này khi bạn post trạng thái quá nhiều trong một ngày nó cũng sẽ không có được đưa ra cho nhiều người biết đâu và khi đó là gì chỉ có mình bạn nhìn thấy và đó là lý do tại làm sao mà Uh, rất nhiều người thắc mắc với mình là tại sao em post rất là nhiều cái dòng trạng thái mà chả thấy mình đi qua cái tài khoản khác để mình xem lại cái tài khoản mình thì không thấy đâu nó đơn giản đây là cái thuật toán ở trên mạng xã hội whistle thôi nó không phân phối cái nội dung đấy cho bạn thì ngay lập tức bạn không thể nhìn thấy và cái trạng thái nào mà được phân phối cái nội dung cũng như là được nếu theo kiểu dạng nói về xu hướng ấy nó được lên xu hướng ấy thì nó sẽ có được like và được comment ngay lập tức các bạn nhé các bạn hãy theo dõi nó trong một ngày chúng ta chỉ post một cái trạng thái thôi Và post nhiều hơn thì cũng không ăn thua đâu Đấy là những cái mà mình đã trải qua rồi Tiếp theo là chúng ta nói về phần live stream Phần live stream thì ngay từ ban đầu ấy Khi các bạn mới tạo tài khoản Các bạn ấn nút lên Cũng sẽ có nhiều người xem đấy Chắc chắn luôn Bởi vì cái nền tảng này không phải nền tảng bị bóp tương tác Cho nên là chỉ trong vòng 5-10 phút các bạn bật lên Sẽ có khoảng trăm người xem ngay Tuy nhiên sau một thời gian mà các bạn mà phát triển kênh mà các bạn uh, bật lên mà nó với cái lẹt đẹp lanh quanh cái tầm đấy các bạn cần phải xem lại bởi vì khi mà cái nội dung của bạn đủ hay thì lúc bạn livestream sẽ có vài trăm người xem ngay lập tức thậm chí hàng ngàn người luôn và nếu nó không đạt được cái tiêu chí là hai ba trăm người trong một cái phiên live thì các bạn xem lại nhá xem lại các ngôn từ mình nói ở đó xem lại cái giao diện của mình quần áo trang phục tất cả mọi thứ xem lại cả cái nội dung mình nói đã, đã phù hợp chưa và chúng ta sẽ điều chỉnh nó thì đây là mình theo dõi kết quả là vấn đề đầu tiên mình muốn nói tiếp theo một cái vấn đề nữa mình muốn các bạn hiểu được rằng là các bạn cần phải điều chỉnh tài khoản nếu như ở cái bước uh, ban đầu khi mà chúng ta làm video mà chúng ta tự làm thế thì uh, chúng ta đã có những cái video chất lượng của riêng cá nhân chúng ta và định hình gắn cái map của chúng ta rồi thì là ok lắm rồi nhưng mà bạn cần phải xem xét có nên phát triển thêm hay là uh, cải tiến cho nó tốt đẹp hơn không nhá đây là cái video tự làm còn nếu những cái video mà các bạn đã lấy từ những nguồn khác mà bạn copy về, bạn download về sau đó bạn up lên kênh của mình. Thế thì bây giờ sau cái khoảng tầm độ một nửa tháng đến một tháng các bạn phát triển kênh thì cũng đã là lúc bắt đầu bạn cá nhân hóa nó bằng bằng cách là gì? Ví dụ trước đây mình sẽ post 4 video một ngày của người ta. Thì bây giờ mình sẽ post dần xuống là hai video của người ta, hai video của mình và dán dần dán dần. Và sau này thì mình chỉ post video của mình thôi và lúc đấy là mình đã thay thế hoàn hảo cái nội dung của người khác bằng chính cái nội dung của cá nhân chúng ta và lúc này đây khi mà đến cái giai đoạn này rồi thì cái tài khoản này nó được cá nhân hóa hoàn toàn và lúc đó nó là dấu ấn của bạn rồi và bắt đầu bạn làm cái gì cũng được được chưa bạn muốn bán hàng gì thì bán bạn muốn chia sẻ cái gì thì lúc này nó hoàn toàn của bạn rồi và mình hy vọng rằng cái khóa học này sẽ giúp cho các bạn có thể phát triển cách nhanh chóng để giúp cho các bạn đạt được mục đích mong muốn của mình nhé và video ngắn mình sẽ kết thúc ở đây và nếu như bạn xem video này mà vẫn chưa có tài khoản mạng xã hội whistle thì ở phía dưới phần mô tả mình có để một cái liên kết để giúp cho bạn đăng ký một tài khoản và sau khi bạn đăng ký xong thì hãy liên lạc với mình để mình có thể hỗ trợ trợ giúp cho các bạn phát triển nhanh nhất tại đây cũng như là kiếm thật nhiều tiền tại mạng xã hội whistle này nhé và video ngắn này mình sẽ kết thúc ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo bye bye